Xin chào anh. Ok. Nói chung là cái việc mà chính phủ rồi các cái cơ quan đơn vị rồi quân đội rồi các cái bệnh viện đúng không? Rồi tình nguyện viên. Đó, hiện tại thì chúng ta tập trung rất nhiều cho cái gọi là cái công việc này, nó bây giờ nó là gọi là trọng tâm rồi của đất nước rồi. Cho nên là chúng ta tập trung rất là nhiều cho cái việc chống dịch này, mà đặc biệt là các là Sài Gòn, các cái tỉnh miền Nam luôn á, chứ không riêng gì đâu á. Mà chúng ta mà đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh này, chúng ta là điểm nóng, con giao dịch nó nhiều và nó cũng là một cái trung tâm kinh tế văn hóa xã hội của đất nước. Đó, cho nên là chúng ta đã có rất nhiều các tình nguyện viên rồi các cái cán bộ, họ làm âm thầm lặng lẽ lắm, họ không có livestream, cho nên là nhiều người không hiểu được, là không thấy cái hình bóng của họ trên Facebook đó, thì cứ nghĩ là cái vai trò của họ có hoặc có ít hoặc là không có đó. Nhiều người phải nói là ấu trĩ cực kỳ luôn, mình không hiểu nổi. Họ làm rất là âm thầm lặng lẽ, họ cống hiến chứ họ họ không có khoe khoang đó. Họ không làm, không có khoe khoang, nhưng mà đi được phát được chút xíu mấy cái đồ gọi là hỗ trợ thì live stream ầm 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 đó. Trong khi không, các y bác sĩ rồi công an rồi dân quân tự vệ rồi các cái tình nguyện viên rồi nhiều lắm, cả nói chung là cả cái hệ thống chính trị đó, họ vào cuộc và họ làm cái công việc của họ nó nhiều, chúng ta không hình dung hết đâu đó. Chúng ta hỗ trợ ở đây, trước đây mà con Trác Thi Miêu nó có nói rằng Sài Gòn không cần, đúng không, nó viết một cái nó nói là Sài Gòn không cần tình nguyện viên. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy nếu không có tình nguyện viên thì Sài Gòn không bao giờ làm được, không bao giờ chống dịch được. Bây giờ cái số lượng nó mắc rất là cao rồi, phải nói là cao rồi, nhiều rồi. Mà mỗi người mình có một cái đứa người bạn, có đứa em là tình nguyện viên ở ngoài Hải Phòng vô đó, thì nó là một người tình nguyện viên chăm sóc tới 10 người bệnh. Mình hiểu một điều là nó căng thẳng, nó quá tải, nhưng mà vì trách nhiệm, các em nó còn nhỏ, nó chưa ra trường nữa, thậm chí là những đứa đó là tình nguyện đi đi vô đây để cống hiến đó, còn nhỏ chứ đâu phải là lớn ra không. Vô với một cái môi trường áp lực, mình thấy nó mặc cái bộ đồ mà một ngày bây giờ mình cứ hình dung đi, ra mua cái áo mưa 5 5 ngàn, khoác lên người 1 tiếng đồng hồ, thử xem, mình thử xem là mình thấy là nó sẽ nó cái sức chịu đựng của những cái em đó, những cái y bác sĩ đó nó như thế nào. Mình cứ hình dung mình không làm gì hết, mua cái áo mưa 10 ngàn mặc vô rồi đi qua đi lại trong cái phòng đó, thử 1 tiếng đồng hồ sau đó mình cảm giác nó như thế nào, để mình thấy được họ đã phải hy sinh như thế nào. Chưa kể là cái áp lực công việc, người nhà réo, người này khóc, người kia la, người này đòi hỏi, đâu không, đâu không phải là họ nằm viện là họ nằm một chỗ đâu. Khi mà họ bị bệnh nhiều, mình không nói hết, nhưng mà rất nhiều người họ họ gọi là họ đòi hỏi, họ họ nhiều thứ lắm, họ chia sẻ những cái em đó. Cái vấn đề này là vấn đề nhạy cảm, lên mạng xã hội mà chia sẻ đôi khi nó không hay, nhưng mà các em đó đã phải chịu đựng rất nhiều, phải nói là như vậy. Thậm chí người nhà người bệnh họ hạch sách, họ họ thậm chí là họ la quát mắng tháo, nói chung là, nhưng mà phải im, không không coi như là cái nhiệm vụ chính của mình là chăm sóc bệnh, đúng không, để cho họ hết bệnh đó. Thì mình không thể nào, mình không có ở trong cái môi trường đó, mình không thể hình dung được những cái khó khăn vất vả mà các em, các y bác sĩ đó rồi phải trải qua. Rồi chúng ta thấy mưa gió không, dân quân tự vệ họ đứng cái lều bạt nó tạt, nó có che được cái gì đâu, thậm chí là đứng ngoài mưa đó, cảnh sát giao thông rồi rất các cái lực lượng mà giữ gìn trật tự đó, các chị thấy không, họ đâu có livestream đâu. Lâu lâu có một vài người người ta chụp hình, hoặc nhà báo người ta tác nghiệp, người ta chụp, người ta đưa tin rồi, nó rất là hạn chế, trong khi cái công việc họ làm nó hàng ngày hàng giờ, nó không có giờ nghỉ. Bây giờ đừng bao giờ nói chuyện là nghỉ ngơi,
là 24 trên 24 đó, đừng có chuyện nghỉ ngơi. Họ làm mấy tháng nay rồi, con Sài Gòn phát dịch mấy tháng nay đó, thì các bạn thấy đó, tính từ ngoài Bắc Ninh Bắc Giang nữa, bây giờ là khá lâu rồi, thì tình nguyện viên này đó, các cái cơ quan chức năng, các đồng chí này là nó như thế nào, bạn hình dung được. Đúng không? Trong khi chúng ta là ngồi nhà nè, máy lạnh có, điện đóm, tivi, smartphone, lướt web, coi phim, làm gì cũng được, mà tại sao lại cứ lên phay rồi kêu gào đủ thứ trò, không được đi ra ngoài để mua cái này mua cái nọ rồi đói rồi. Tôi chưa thấy ai ở Sài Gòn này đói chết, mười mấy triệu dân Sài Gòn mà chưa có ai đói chết vì cách ly mười mấy ngày nữa, chưa có ai đâu. Đừng có kêu gào viện lý do này nọ đó, trong khi chúng ta mà ra đường mà bị dịch, tôi nói chẳng may bị dịch thôi, thì không phải là bản thân mình nữa, đúng không? Mình về mình còn lây cho gia đình. Mình có nghĩ đến cái vấn đề đó không? Lây cho hàng xóm, lây tùm lum. Bây giờ ví dụ đi, mình không chấp hành, mình đi ra đường rồi mình bị lây, mình về mình lây cho cha cho mẹ, đúng không? Rồi cha mẹ mình chết, mình khỏe mình không chết, thì mình có ân hận không? Có hối hận không? Đúng không? Hối hận bao giờ cũng muộn màng. Cho nên cái việc chấp hành thì ý thức là phải đặt lên hàng đầu đó. Chúng ta có quy định, nhà nước thì có quy định, các cơ quan chức năng làm việc đó, để giữ gìn, để thực thi cái quy định đó. Nhưng mà chúng ta không ý thức, chúng ta tìm mọi cách để trốn, để đi ra, để phải được đi này đi kia đó. Chúng ta thấy cái thời gian mới bắt đầu đủ thứ, ra thể dục, đi mua cái này mua cái nọ, đi cứ phải ra đường mới chịu đó. Rồi chúng ta đó là chúng ta nói, không phải nói tất cả đâu, hầu hết chúng ta đều chấp hành tốt. Như tôi đã ở nhà tháng này rồi, nhà cả tháng này không ra đường rồi, nhưng mà đó là cái trường hợp bất khả kháng đó. Mình phải chấp nhận hiện tại nó như vậy đó. Mình ở nhà đi, nhà tốt đi, một tháng nữa, nửa tháng nữa nó hết thì mình muốn đi đâu mình đi đó, muốn đi ăn đi chơi đi du lịch đi đâu đi, đúng không? Mình sống cả cuộc đời chứ không phải mình sống bữa nay ngày mai mình chết đâu, mình sợ được ra đường đó. Đó, thật sự mà nói, lên Facebook ở nhà thì cũng không làm gì, cũng lên Facebook đồ vậy đó, thấy có những cái thật sự mà rất là buồn. Buồn là về cái ý thức nó, buồn thì cũng có, nhưng mà cái mà mình làm cho mình mà phẫn nộ chính là những cái kẻ mà xuyên tạc bị đặt một cách bẩn thỉu. Đó, vừa rồi là cái clip mà mấy cái đoàn xe chở xe bệnh viện, chở đại khái là cái xe cứu thương chạy vô một cổng bệnh viện, đúng không? Thân đưa lên, đúng không? Nhưng mà nó nói là đây là cái cổng của nghĩa trang Bình Hưng Hòa, là không, nói chung là quá tải chỗ thiêu, không có chỗ thiêu, đúng không? Nhưng mà thực chất đó không phải là nghĩa trang Bình Hưng Hòa, đó là một cái cổng phụ của một cái bệnh viện thôi. Còn cái cổng nghĩa trang Bình Hưng Hòa nó hoàn toàn khác. Chúng ta thấy rõ ràng hai cái cổng nó khác nhau. Nhưng mà tụi nó vẫn xuyên tạc. Mục đích làm gì? Mình chưa nói thôi, mình chưa nói đến cái mục đích. Đó, thì mình thấy cái việc xuyên tạc của đó nó gây cho mình cái phẫn nộ. Thật sự nó là phẫn nộ. Đó. Rồi những người lên Facebook, không, cái hiểu biết nó hạn hẹp, không phải ai cũng nhận ra được cái điều đó, là bắt đầu bị tụi nó dắt mũi. Có một số cố tình, có nghĩa là biết nhưng mà vẫn cố tình, bởi vì sao? Hằng học tức tối, thù ghét cộng sản, cho nên là cố tình. Có một số là nói chung là nó là cái dạng cố tình nó. Nhưng mà có nhiều người ngây thơ lắm, thật sự lên Facebook, chơi Facebook nó ngây thơ đến mức độ giống như là cảm giác giống như là mình trở thành cái con rối để cho người khác điều khiển. Ta hình dung được cái một con rối mà nó muốn nhảy được, nó muốn múa được thì phải có người điều khiển nó đó. Cho nên mình đã lên Facebook, lên chơi ở đây, thì mình cần phải có một cái nhận thức, phải có một cái đầu lạnh đó, để phân biệt được cái thông tin đúng, thông tin sai đó, đúng như thế nào, sai như thế nào.
có thể nó đúng một nhưng mà nó nói thành 10. Chúng ta phải nhận thức, phải phân tích được, chứ đừng có để trở thành một cái con rối vô cái đám ba que chống chống phá nó điều khiển. Đó. Cha mẹ chúng ta sinh chúng ta ra mong muốn chúng ta thành người, không không ai mong muốn chúng ta trở thành con rối cho người khác điều khiển. Đó. Nên là tôi khuyên cái những ai mà lên Facebook này, chơi Facebook thì cần phải đó, tỉnh táo, đừng có để kẻ khác dẫn dắt được gây rối loạn cho xã hội, trong khi chính phủ, các cái cơ quan đoàn thể, các tình nguyện viên, các bác sĩ, lực lượng vũ trang họ đã quá vất vả, họ vất vả vì cái chuyên môn, vì cái công tác phòng chống dịch, còn mình thì ngồi ở nhà mình chia sẻ những thông tin vớ va vớ vẩn, xuyên tạc bịa đặt, mình giúp ích gì cho đất nước đó, đó. Rồi, các cơ quan lại phải ra sức đó. Gọi là mất thêm cái thời gian để mà xử lý những cái thông tin độc hại đó, để làm yên cho dân họ, họ yên tâm. Nó cứ đưa ngày nào cũng biết bao nhiêu cái tin xuyên tạc bị đặt đầy rẫy trên mạng xã hội, mà thật sự đó là điều mà nó làm cho mình phẫn nộ, tức mình đọc mình coi những thông tin đó tự nhiên nó làm cho mình gọi là, nói chung là mình cũng phẫn nộ, thì đó là cái mà tự nhiên thôi, cảm thấy tức tự nhiên thôi, chứ còn cái đám tụi nó, cái đám mà xuyên tạc bịa đặt đó, nó không đối với mình, nó không là cái gì, không đáng là cái gì, tụi nó đối với mình chỉ là rác rưởi thôi. Nhưng mà mình bực là vì nhiều người tin tụi nó, số người là nhận thức kém quá, thật sự nói kém, vô những cái trang mà cái đám chống phá nó lập ra, chúng ta thấy comment chửi bới đủ thứ trò, đúng không? Chúng ta coi chúng ta thấy đó, đó là một cái mà sự bản thân mình thì cái tiếng nói của mình nó cũng 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 không nhiều, chỉ góp thêm để cho ai đó vô tình lướt qua xem và động não một chút, suy nghĩ một chút là mình đã từng như vậy chưa, mình đã từng bị những cái thông tin xấu độc đó nó lôi kéo, nó dẫn dắt chưa, đúng không? Nó để mà sau này có những cái thông tin đó thì chịu khó đánh giá cho nó đúng, rồi có like có share cho nó đúng, nó chuẩn, để không không phải bị phạt và không phải trở thành những cái gọi là cái kẻ tiếp tay cho những cái thành phần chống phá đó. Đó. Có rất nhiều cái mà mình muốn chia sẻ, nhiều lắm, hàng ngày nhiều, nó đầy rẫy luôn. Giờ nói thì mỗi người có một tiếng nói, nếu như ai cũng như anh em mình, cả cái dân tộc này cũng như anh em mình, chẳng có chuyện gì để nói, đúng không? Chúng ta có xuyên tạc kiểu gì cũng không không thể nào mà thay đổi được cái tư duy, cái nhận thức của mình, đó, cái niềm tin của mình đối với đất nước, đối với chính quyền đó. Nhưng mà tiếc là có những người như vậy đó, nói chung là cũng hơi buồn về cái điều đó. Thì được được anh cái về cái chủ đề những cái chia sẻ của anh nãy giờ là hoàn toàn sát với thực tế thôi. Thì từ từ bản thân anh là đang ở thành phố Hồ Chí Minh, ở những cái vùng Tâm có dịch gần ngay chỗ đó, thì cái việc chấp hành của riêng bản thân anh thôi là đã một cái điều tốt rồi đấy. Và ai cũng chấp hành nghiêm được như vậy ấy, thì em nghĩ là cái đợt vừa rồi là thành phố Hồ Chí Minh giải quyết xong rồi, nhưng mà đâu đó vẫn còn những cái người không chấp hành nghiêm đó, dẫn đến là cái việc lây lan khó kiểm soát hơn đó. Chứ còn lại mà quanh vùng dập dịch đã làm rồi thì tại sao lại còn là phát hiện thêm ở ngoài nữa, đi test ở ngoài đường nó còn phát hiện ra nó như vậy. công Chính chính vì công là cái à. chuyện đó xảy ra, cái khả năng nó lây của biến thể Delta rất là mạnh, nó mạnh ngoài cái sức tưởng tượng của tất cả mọi người đấy, cho nên là nó mới lây nhiễm đây. Nhưng là từ chỗ không có nghiêm của một vài cá nhân đó, nó lại gây ra những cái chuyện khó kiểm soát hơn nó như vậy đấy. Cái dịch bệnh này nè,
sự mà nói mình không có muốn so sánh, không muốn so sánh, mà mình phải nhìn nhận mình nhìn nhận cái vấn đề này một cách gọi là khách quan hơn. Có nghĩa là dịch bệnh thì chúng ta không thể tránh được, Việt Nam cũng không tránh được, mà các cái nước khác xung quanh ta và cả thế giới này không có nước nào tránh được cái con virus. Chúng ta phải đối mặt với, đối đầu với nó. Đó thì cái kết quả chúng ta phải nhìn được cái kết quả, chứ đừng có nhìn vô cái tiểu tiết. Ví dụ như là bữa nay xảy ra một cái chuyện bạc bảnh này. Chúng ta hay thấy cái đám chống phá nó chia sẻ đó, chưa biết là đúng hay sai, nhưng mà chúng ta quản lý một cái xã hội thì đương nhiên nó sẽ có những cái sơ sót, giống như cái vị mà cái anh cán bộ bắt bánh mì, đúng không? Cứ cho là anh sai đi, bản thân tôi thì tôi không chưa chắc là anh sai đâu, nhưng mà cứ cho là anh sai đi, thì đó cũng là một cái quá trình quản lý xã hội, nó sẽ có những phát sinh những cái lỗi đó. Đó, và chúng ta không thể đem những cái tiểu tiết đó ra để chúng ta đánh giá cả một cái gọi là một cái đất nước khi họ khi ta đang thực hiện, chúng ta không thể đem đó. Chúng ta phải nhìn thấy được cái hiệu quả khi chúng ta phòng chống dịch như thế nào. Cái hiệu quả nó thể hiện ở những con số. Tôi xin khẳng định là chính xác. Bây giờ anh nói tốt, nói hay, anh nói tôi chống như thế nào, mà bây giờ cứ ngày mấy chục ngàn ca nhiễm rồi mấy trăm người chết, ngàn người chết, không ai tin, đúng không? Giờ anh cứ anh mở miệng nói tôi nè, tôi kinh tế mạnh, y tế tôi giỏi nè, đó, tôi chống dịch thế này thế nọ, nhưng mà những cái con số nó là cái đánh giá chính xác nhất cho một cái đất nước, một cái chính quyền họ ứng xử với cái con virus này. Nam Phong nghe hơi nhỏ, mà... Bùi Tùng nghe nhỏ anh Nam Phong. À, mình nghe chưa? À, ổn rồi, lớn mình rồi. Không có chê nước nào hết. Nói chung là mình không chê một bất cứ ai, nhưng mà mình phải tự nhìn Việt Nam mình đi, mình đánh giá đi, mình thấy đó. Đương nhiên cái con virus này bây giờ nó đã biến chủng, nó lây lan một cái tốc độ khủng khiếp, và cái việc mà nó kháng thể hoặc là nó gây chết cái tỷ lệ cao hơn trước nhiều, thì chúng ta đang đối mặt với nó. Nhưng mà chúng ta nhìn lại đi, mỗi ngày chúng ta vẫn giữ được, nói chung là bắt đầu mình thấy có dấu hiệu giảm rồi, là 6.000 mấy đó, thì và cái tỷ lệ mà nói về tỷ lệ mà chết vì Covid thì Việt Nam rất thấp, rất thấp. Không phải tự nhiên mà chúng ta có được cái con số đó, nếu chính quyền không quyết liệt, đúng không? Nếu không có những y bác sĩ họ tận tâm với công việc, những cái người chiến sĩ họ giữ gìn trật tự xã hội, những tình nguyện viên, những các cái em học sinh viên các cái trường đại học y họ xông pha, thì làm sao chúng ta có được những cái con số gọi là nó thấp như vậy? Nó không tự nhiên. Nếu chúng ta cứ thả nổi coi, chúng ta cứ thả nổi xem nó như là cái cúm mùa, như ông Tổng thống Trump ông phát biểu đi, và chúng ta sẽ thấy cái đất nước này nó sẽ tan hoang như thế nào. Đó. Cũng không kém gì Ấn Độ với Indo bây giờ đâu, nhưng mà chúng ta vẫn giữ được. Đó, đó là không, đó là vì cái gì? Không phải vì chính quyền quyết liệt, chính phủ họ có những gọi là cái phương án để mà xử lý các cái đợt dịch, các cái ổ dịch đó. Đó. Rồi cộng thêm chúng ta cũng không quên đi cái nhận thức của người dân. Theo tôi thì đa số họ vẫn chấp hành tốt, đa số. Còn đâu đó một vài trường hợp, một vài cá nhân đó, họ giống như họ sống trên mây á. Cho nên là cái việc mà cái ý thức của họ nó tồi tệ lắm. Nó thật sự nhiều người rất là tồi tệ ý thức. Và những cái hành vi đó chúng ta phải lên án. Chứ đừng có bênh vực. Rất nhiều cái thành phần chống phá nó bênh vực. Đó. Bênh vực những cái sai. Thậm chí là những cái kẻ phạm tội. Nó bênh vực. Nhưng mà miệng lúc nào cũng yêu, tôi thương dân tôi lắm. Đúng không? Nó toàn bênh vực cái sai. Và lên án cái chủ trương của mình là đúng. Đó. Tụi nó là như vậy. Mình nhận
lên Facebook mà thấy cái comment hay thấy cái status nào của cái đám phản động thì mình đọc là mình biết nó là thuộc cái thành phần nào rồi. Đúng không? Thuộc cái đối tượng nào rồi. Cho nên là mình thấy đó, những cái mà chúng ta làm được, chúng ta phải tự hào. Chúng ta còn lên được Facebook, đúng không? Còn comment, còn chửi được chính quyền, thì làm ơn động cái não lại, cảm ơn chính quyền đi. Bởi vì chúng ta còn sống, còn khỏe mạnh, không bị Covid. Đó, gia đình chúng ta còn yên ổn nè. Tôi nói những cái người mà đang sống ở trong nước này nè. Suy nghĩ đi. Và làm ơn đi. Cảm ơn những cái người đã ngày đêm đó, gồng mình chống dịch ở tuyến đầu kìa. Hồi nãy mình chia sẻ, thí dụ như bây giờ nói cái hình ảnh của những cái cán bộ chiến sĩ, các y bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch. Có những cái mà sinh hoạt mình nghĩ nó rất là bình thường đối với một người bình thường, nhưng mà đối với họ nó là cả một cái khó khăn. Mình cứ hình dung đi. Tôi có nghe một cái lần chia sẻ của một cái bạn tình nguyện viên, có nghĩa là họ khi họ khoác lên người cái bộ quần áo mà màu xanh màu trắng đó để chống dịch đó, hầu như họ nhìn cái việc đi vệ sinh luôn. Bởi vì mỗi lần cởi ra là mỗi lần phải khử mùi, phải khử trùng rồi mất thời gian mà thời gian không cho phép. Họ phải nhịn luôn đó. Các bạn cứ hình dung đi, họ sẽ đối mặt những cái khó khăn nó như thế nào. Mình nghĩ cái chuyện nó rất là bình thường. Đó, nhưng mà không có bình thường đâu. Đó, chưa kể những cái áp lực về công việc, ca bệnh, áp lực về nó đến trăm bề. Mà tại sao chúng ta không hiểu được với cho họ? Chúng ta không cảm ơn họ mà lại đi xuyên tạc, bị đặt một cách dơ giấy bẩn thỉu. Vậy thì những cái kẻ này có phải là con người không? Tôi đặt cái câu hỏi đó. Nếu mà là con người, tại sao chúng ta không biết cảm thông với họ, không biết chia sẻ? Đó. Họ đang giữ sức khỏe cho gia đình những người bị bệnh, cũng là giữ cho gia đình chúng ta. Nếu không có họ thì trước sau gì cũng đến lượt chúng ta, đến gia đình chúng ta, không thể nào tránh được. Còn nếu ai mà nói dám khẳng định là gia đình tôi không bao giờ bị thì chỉ có nước mà đi lên rừng, lên núi kiếm một cái hang nào đó, cả nhà kéo nhau vô đó mà ở năm này qua tháng nọ thì may ra không bị thôi. Còn cộng đồng xã hội này chúng ta có cái mối quan hệ mật thiết thì trước sau gì nếu chúng ta buông thì trước sau gì cũng đến lượt. Mà đến lượt rồi thì nằm mà chỉ có chờ chết thôi. Đã buông rồi thì chỉ có chờ chết, đúng không? Đó. Vậy thì tại sao không nghĩ đến cái chuyện đó? Để cảm ơn những cái người đó. Họ đang ở tuyến đầu, họ gồng mình chống dịch vì ai? Đúng không? Vì lương à? Lương không đủ. Tôi khẳng định là lương bao nhiêu cũng không đủ. Nếu mà nói mà về nếu lương, em nói thật luôn, nếu mà chỉ vì mỗi lương, không vì cái tinh thần trách nhiệm của con người đối với đất nước, với dân tộc á, thì anh cứ kêu giơ tay đi xung phong bảo đảm họ về ở với gia đình của họ đó, sẵn sàng. Chắc. Có thể là họ không cần lãnh lương 1-2 tháng, họ về có ở với gia đình họ, với chồng con, vợ con, cha mẹ họ. Anh Thung mặt sướng, mặc dù không đi lại thôi, ở trong nhà thôi, đâu vấn đề gì đâu, mà vậy mà họ phải xông ta vào cái nơi tuyến đầu như vậy, khó khăn như vậy, nhưng mà họ vẫn xung phong. Cứ ở đâu có dịch ra bùng phát lên là họ xung phong đi tới đó ngay. Mình phân tích để cho các bạn hiểu được nó như vậy, đúng không? Thay vì chúng ta ở nhà đó, chúng ta kêu lên mạng, chúng ta xuyên tạc, chúng ta kêu gào, chúng ta chia sẻ những cái gọi là những cái chuyện nó không đâu á, thì làm ơn, nếu chúng ta không cảm thông chia sẻ với họ thì chúng ta im mẹ cái miệng lại, nói thẳng vậy, im đi, để cho họ có thời gian họ làm, đừng tạo thêm áp lực cho họ. Con virus này nó không trừ một ai hết, nếu như họ không còn khả năng, đúng không, thì rồi nó cũng sẽ đến lượt gia đình chúng ta. Đó, chúng ta không thoát được.
Đó, cho nên là chúng ta phải ủng hộ họ thôi. Chắc chắn chúng ta phải ủng hộ họ làm cái việc ngăn chặn cái con virus này. Đó. Giúp cho những cái người bị bệnh cũng đồng thời gián tiếp giúp cho gia đình chúng ta. Thế bây giờ chứ cảnh sát giao thông họ không chặn, không bắt, không xử lý. Đó, thì để những cái người đó họ tung hoành, họ đi khắp nơi á, thì trước sau đến mình thôi. Trước sau nó lượt mình. Mình không thể ở trong nhà suốt, mình cũng phải đi chợ vài ngày, đi ra đường một lần. Vậy thì cái rủi ro nó sẽ cao hơn nhiều, đúng không? Khi chúng ta ra đường thì bắt đầu con virus này nó đã tràn ngập ở ngoài thì cái rủi ro cao. Đó. Mà khi mắc bệnh rồi thì mới thấy được cái cảnh. Cái bệnh bình thường mắc có con cháu, có gia đình người thân chúng ta ở xung quanh, đúng không? Còn có một cái chút gì đó gọi là an ủi. Còn riêng cái bệnh mà mắc chết vì Covid này thì thật sự nó là bi kịch đối với người chết và cả người sống nữa. Chúng ta thấy đó, ta không được ở gần, không được nhìn mặt. Gọi là cái truyền thống mà đưa người mất của người Việt Nam chúng ta hoàn toàn là chúng ta phải bỏ qua một bên hết. Đó. Chúng ta thấy nó bi kịch không? Chúng ta có nghĩ đến khi chúng ta đang khỏe mạnh, là đang ngồi đây nè, ta có nghĩ đến những lúc như vậy không? Những nghĩ đến mà cái con Covid nó sẽ đến với gia đình mình không? Đó. Kể cả những cái kẻ chống phá ở bên kia Thái Bình Dương kìa. Đó. Ở bên đó. Nhưng mà xin thưa rằng họ cũng có anh em, bạn bè, người thân, dòng họ còn ở Việt Nam rất nhiều. Ừ. Tại sao họ lại hả hê? Đó. Tại sao họ lại vui mừng khi Việt Nam bùng phát dịch? Đó. Vậy thì họ là ai? Mình không cần họ thương cái dân tộc Việt Nam này, mà họ thương chính cái người thân gia đình của họ ở Việt Nam, còn lại Việt Nam này. Còn nếu mà họ đã hả hê vui mừng, có nghĩa là họ là không còn là một con người đó. Những cái kẻ chống phá đó nó không còn là một con người nữa, mà nó là một con quỷ, quỷ dữ đó. Chỉ có quỷ dữ nó mới có cái hành động nó hả hê như vậy thôi. Chính xác rồi. Vậy không phải thì là con người, nó không phải một người, thì mình chỉ nói là một cái tình cảm bình thường giữa con người với con người thôi. Chúng ta thấy họ mất những cái clip họ đưa lên Facebook, chúng ta thấy cái đoàn người đưa đi không phải là người thân, đúng không? Đưa đi thiêu, đó, bưng ra khiêng đi bỏ lên hộp. Là một người bình thường chúng ta nhìn chúng ta vẫn xúc động lắm, vẫn gọi là nó cái tình cảm nó tự nhiên, nó thấy thương cho họ, đúng không? Nhưng mà cái đám bao quanh, cái đám hải ngoại, cái đám chống phá đó, nó hả hê. Khi nó thấy những cái hình ảnh đó, nó hả hê lắm. Nó lên Facebook, nó bảo, nó viết những cái status là cầu cho virus ăn gì, diệt hết cái gì, dân tộc Việt Nam, rồi những cái gì đại khái là nó dơ giấy bẩn thỉu, mình không thể nào chấp nhận được. Đó. Những kẻ đó thì đừng bao giờ nói, mở miệng nói là tao là người Việt Nam hoặc là tao có gốc gác Việt Nam. Không ai chấp nhận. Đất nước Việt Nam này không bao giờ chấp nhận những cái thành phần đó. Những cái kẻ mà đang ngày đêm chống phá đó. Không bao giờ chấp nhận. Chứ đừng nói mà tụi mày mơ ước về đây mà lật đổ được Cộng sản, rồi lãnh đạo nhân dân Việt Nam. Cái chuyện hoang tưởng, hoang đường, không bao giờ có thật. Đúng không? Một cái loại mà trình độ không có. Nó chống phá nhà nước tới mức mà điên loạn rồi. Em nói thật, nó tới mức điên loạn rồi. Nó lợi dụng cái dịch bệnh này mà nó đi kêu gọi cổ xuống đường. À, nó bị hoang tưởng. Nó như vậy, nó ai kêu là dịch bệnh mà kêu gọi xuống đường thì cái hậu quả là tới đâu. Bởi vì cái thằng già Tân Thái với thằng Ben đi chột đó. Hai cái thằng đó là hai con quỷ dữ. Không thể chấp nhận được. Đó. Miệng mồm nó lên thay một ngày nó mở mấy lượt like, mấy tiếng đồng hồ nó đã mấy ngàn cái like, nó kêu gọi nhân dân, kêu gọi biểu tình đó. Like nào nó cũng kêu gọi xuống đường. Nhưng mà rồi có ai nghe nó không? Bởi vì người ta là con người chứ người ta không phải là loài quỷ dữ như tụi nó. Không có ác không, như tụi em nó. Biết có hai người
ít nhất là em biết hai người, một là Lê Minh Thể mới đi tù về, với lại em gái ruột của Minh Thể luôn là hiện nay đang chấp hành án tù. À, đây rồi. Đó, đó là rồi. Hai anh em là đều 2 năm hết. Đó là nghe lời tân phái đó. Là trước mắt là em chỉ biết hai cái trường hợp đó là cụ thể rõ ràng luôn, không có xuyên tạc hay gì đâu hết luôn á. Tất nhiên là có, tất nhiên là có nhiều một số kẻ vẫn nghe lời, vẫn thấy vô cái trang đó thì mình nghe là mình thấy nó comment, hoặc là thậm chí nó lên nó nói thì mình biết là cái lũ đó là cái lũ gọi là đồng loại. Là thằng Tân Thái thì là quỷ dữ, thì bọn kia cũng là thuộc dạng yêu tinh đó, cho nên tụi nó là đồng loại với nhau, nó không thể nào mà nó đứng ngang hàng được với người cộng sản hết. Tụi nó là ác quỷ, bởi vì nó mong muốn cái sự chết chóc. Một con người bình thường không ai mong muốn chuyện đó, đúng không? Đó, những cái lũ đó là cái lũ quỷ dữ, và chúng nó tồn tại trên cái thế giới này, nó chỉ gây họa cho nhân loại, chứ nó không được cái tích sự gì hết. Đó, những cái kẻ chống phá, không riêng gì Benny Trương Tân Thái đâu, mà tất cả những cái thành phần chống phá ở ngoài nước cũng như trong nước. Đó, chúng ta thấy đó. Thằng bên Đức thì có thằng Hoàng Tuấn Bạch, thằng Nguyễn Văn Đài, bên Úc thì thằng Trương gì đó, rồi như số. Bình Minh như cũng ở bên Úc, đô Úc á, rồi Lam Sơn, Lam Sơn đó, đó cái đó. Thằng Lam Sơn, thằng chia sẻ clip á, đó, thằng đó cũng là một con quỷ dữ, nghe nói nếu đó nghe chẳng chắc là nó nghe, mày tụi mày không có có phải là con người. Khi Việt Nam, khi dòng máu đỏ da vàng này hoạn nạn, tụi mày hả hê sung sướng, tụi mày mở miệng là yêu nước thương dân, nhưng mà tụi mày, tao chưa bao giờ thấy tụi mày đứng ra vận động ủng hộ hay là kêu gọi cho cái đồng bào ở trong nước này, chưa bao giờ thấy. Nhưng mà khi mà gặp thiên tai hoạn nạn thì tụi mày lên phay, tụi mày hả hê, tụi mày sung sướng, tụi mày không đủ tư cách để làm một con người. Cái thằng mà trong N10 TV nữa, trong cái đám đó, đó là những cái kẻ mà luôn á là bộ ngực xưng tên tao là thằng phản động đó, nó lấy cái tư cách người phản động để làm tự hào, không còn từ để diễn tả với nó. Đúng rồi. Thì bọn nó thì giờ nó không thừa nhận thì không ai chấp nhận nó là con người nữa đâu, lũ quỷ dữ. À, còn ở Canada là xưa, có cái tay kỷ niệm, tay kỷ niệm mà em nói là chắc không dưới 90 đâu, chắc cũng phải 70, 80, 90 đó, tầm đó, nói không ra hơi luôn, mà suốt ngày lên chửi bới đảng nhà nước chúng ta, chửi bới lãnh tụ tụ chúng ta, chửi bới Bác Hồ. Mà anh nói, anh nói là không biết đầu người ta nghĩ. Anh nói vậy nè, Việt Nam mình có cái câu câu gì ta, gieo gió gặt bão, đúng không? Kỷ niệm ở Canada tùng vừa tùng thì chúng ta cứ nhìn đi, nhìn cái đám chống phá đó đi, tụi nó có ra cái gì không? Tụi nó có khi mà tụi nó đi ra nước ngoài rồi đó, tụi nó chống phá cái dân tộc này, đất nước này, thì rồi tụi nó cũng chết bờ chết bụi bên đó, chết bờ chết bụi bên xứ người. Mà chúng ta thấy dân tộc Việt Nam mình đặc biệt quan trọng cái việc nguồn cội, nguồn gốc, cội nguồn. Khi chúng ta còn sống thì chúng ta đôi khi chúng ta không quan trọng nhiều đâu, nhưng mà khi về già, khi chúng ta sắp chết đi thì ai cũng vậy, luôn nghĩ về nơi chôn nhau cắt rốn, nghĩ về quê cha đất tổ và muốn được trở về. Nhưng mà cái đám chống phá này nó không có cơ hội, nó sẽ chết bờ chết bụi ở bên xứ người, không có cơ hội để trở về, ngay cả cái nắm cho tàn. Tôi xin khẳng định một điều, bởi vì tụi nó phải gieo gió, tụi nó ác giả ác báo mà. Đối với cái đám chống phá này thì tụi nó sẽ như vậy. Đó. Cho nên là khi mà nó sống thì nó cũng chả có sung sướng gì đâu, cái đám tụi nó đói rách thấy bà bên đó,
rồi nó chết đi thì nó cũng gọi là chết bờ chết bụi ở bên xứ người và không biết quê cha đất tổ là cái gì. Đó là cái bi kịch dành cho những cái kẻ chống phá mà chắc chắn nó sẽ xảy ra đó. Chứ không phải là không có. Chúng ta thấy nó làm những cái điều có lỗi với dân tộc này. Từ ngày xưa lịch sử nó để lại đó, một cái chế độ gọi là không thể chấp nhận được. Cho nên nó buộc phải chạy. Và khi chạy rồi thì những cái người họ nhận ra họ là nạn nhân của chế độ đó, họ quay về, họ đóng góp, họ yêu thương cái dân tộc này, họ đóng góp cho cái đất nước này ít nhất bằng cái lời nói, thì chúng ta vẫn rất là trân trọng. Thật sự nói trân trọng những người như vậy. Mình là người dân trong nước. Người Việt không có, có thù dai. Tôi nói thiệt, người Việt không bao giờ thù dai. Người cộng sản mà. Họ không thù dai. Nếu anh quay đầu, đất mẹ Việt Nam luôn sẵn sàng chào đón. Không bao giờ chấp nhận cái chuyện quá khứ đâu. Người Việt của mình đối với kẻ thù còn lấy đức báo oán, chứ đừng có nói là đối với những người mà cùng dân tộc đó. Đối với kẻ thù đã bao lần rồi mà... cấp lương thực, tàu thuyền, ngựa xe cho về đó. Những cái thành phần mà nợ mình... máu mình thấy đó. Khi mà ngày xưa đó, đã gọi là đầm lầm đường lạc lối rồi đó, coi như chạy qua bên xứ Tư Bản rồi, thì một là im lặng đi, bỏ quên đi cái quá khứ đi, rồi sao tu chí làm ăn, để nuôi dạy con cái cho tốt. Nếu chú không có, không muốn về lại thì dạy dỗ con cháu mình sinh ra nhớ về nguồn cội quê hương đất nước đó, để cho nó, tụi nó biết được là nó ở đâu đó, dân tộc nó như thế nào, đúng không? Còn người nào đủ dũng cảm thì quay về đó. Mà quay về thì chúng ta thấy rõ ràng đất nước đâu có bạc đãi họ, đâu có đối xử, đâu có phân biệt, đúng không? Thậm chí là chào đón. Chúng ta thấy ông Nguyễn Cao Kỳ ông về không? Ông về mà Bộ Chính trị Chủ tịch nước ra chào đón ông, bắt tay như là một người đồng chí, trong khi đó ngày xưa là kẻ thù. Chúng ta thấy không? Dân tộc Việt Nam không bao giờ thù dai. Chúng ta thấy như những cái tổng thống Mỹ qua Việt Nam không? Họ được chào đón như thế nào? Trong khi cách đó mấy chục năm họ đã từng đem bao biết bao nhiêu bom đạn giày xéo cái đất nước này. Wow, giết hại biết bao nhiêu đồng bào. Wow, bao nhiêu anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống. Nhưng mà chúng ta sẽ quên đi. Chúng ta không bao giờ muốn lục lại cái quá khứ đau thương đó. Nó chỉ có những cái kẻ thất bại, những cái kẻ mà phạm tội với tổ quốc này thì luôn đem cái quá khứ tay sai bán nước ra để mà tự hào, để vỗ ngực. Đó. Năm nào ông cha tổ chức cái lễ gọi là quốc hận với lại ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa, rồi diễu binh diễu hành của mấy cái ông già chống gậy đó. Đó. Trừ một số ít, mình nói trừ một số là họ vẫn qua đó, nhưng họ vẫn yêu thương cái dân tộc này, yêu thương đất nước này, họ vẫn đi về đó rất nhiều luôn á. Sự lãnh đạo cái lần kêu mà có cái nhìn tích, có cái nhìn tích cực về đất nước chúng ta là rất nhiều, nhiều hơn là cái số lượng chống đối á, thấy nhiều hơn luôn á. Thì nói chung là nhiều đó, thì tại sao họ làm được mà những cái kẻ kia không làm, đúng không? Tại sao những cái người họ quay về, họ thấy đất nước thay đổi, họ thấy nhân dân thay đổi, đúng không? Và họ trở nên yêu cái đất nước này. Thật sự nhiều người trước đây cũng thù lắm, đi sang đó cũng ghét lắm, tại vì bị tuyên truyền, bị nhồi sọ. Nhưng mà khi họ về họ thăm lại quê hương, thăm lại đất nước, thì họ nhận thấy một điều rằng nhân dân Việt Nam họ sống quá yên bình đi. Đảng Cộng sản lãnh đạo quá tốt, thì việc gì họ chống phá nữa. Đó. Và từ cái suy nghĩ là chống phá, thì họ quay sang họ ủng hộ Đảng Cộng sản nhiều. Ở đây thì điển hình nhất là chú Tâm. Thật sự mà nói là
chú Cầm là một trong những cái người mà anh em mình thấy rất là trân trọng. Thì ở trên mạng, ngoài trên mạng thì nói là chú Cầm đây. À, chứ còn mà thực tế em ở khu vực ở khu vực em ở Trạng Bom á là dân Việt Kiều rất là nhiều, mà họ về nói chuyện bình thường lắm. Nói chung là cái quan điểm của họ là qua đó họ lo làm ăn thôi, chứ còn lại cái chuyện mà kêu chống đối nhà nước họ không chía. Bây giờ có cái gì mà chống đối nữa, thật sự có gì chống đối? Họ bên Mỹ họ thừa biết bất cứ cái xã hội nào nó cũng có những cái mặt trái, đúng không? Thì họ bên Mỹ họ thừa hiểu được cái chuyện đó. Nước Mỹ nó giàu mạnh vậy nhưng mà cái mặt trái nó cũng vô vàn, so với Việt Nam nó cũng hơn Việt Nam đâu, thì chống đối cái gì? Trong khi Đảng Cộng sản họ lãnh đạo như vậy là quá ok rồi đó. Nhân dân bây giờ đó tự do tự tại, cứ mở miệng đòi dân chủ nhân quyền ở Việt Nam, chỉ cho tôi coi cái chỗ nào không có dân chủ, không có nhân quyền, đúng không? Tất cả cái quyền mà quyền tối cao nhất là quyền được sống. Thì đó, cho nên là thật sự mà nói thì kể ra thì nó còn nhiều thứ lắm mà mình vẫn cứ bức xúc, nhất là cái chuyện tụi nó xuyên tạc bị đặt. Nó nói đúng sự thật, nó khác, đúng không? Những cái mặt trái nó có, ở xã hội Việt Nam có, tham nhũng có, mình phải thừa nhận, đúng không? Có những cái tệ nạn xã hội vẫn ở đâu cũng có, rồi những cái mặt trái xã hội. Thì nếu tụi nó nói đúng, nói chính xác, nói thật thì không sao. Còn đây nó xuyên tạc lên, nó 10 cái thông tin thì hết 9 cái rưỡi là xuyên tạc bị đặt. Nó chơi cái biện pháp. Biện pháp của tụi nó là nó quy chụp, nó lấy cái hiện tượng mà nó quy chụp, nó quy kết thành cái bản chất. Quy cho bản chất. Đấy. Đó, nó là như vậy. Còn mà cái bản chất của tụi nó thì nó đổ thừa là hiện tượng. Nó như vậy. Nó lật ngược, nó đảo lộn tất cả. Và cái anh hùng trong mắt tụi nó là những cái thành phần gọi là tội phạm. Kể cả những cái tội buôn ma túy, tụi nó nếu mà dám chửi với đảng là tụi nó cũng tôn lên làm anh hùng. Đấy, em nói thẳng với anh, rất nhiều cái thành phần, chỉ cần thành phần nào mà nói xấu đảng, chửi đảng là thành anh hùng trong mắt tụi nó. Đấy, thì nó quá cái rõ ràng ra rồi. Giá trị của bọn nó là hoàn toàn đảo ngược với cái mong ước của con người, của cái xã hội văn minh. Nhưng mà nó cứ ra rã. Từ từ tụi nó thì từ từ là cũng nhận cái hậu quả cho bản thân. Đó, cái tụi nó không bao giờ có là quê hương là nguồn cội. Nó không bao giờ có. Không có cái tình gọi là đồng bào giống như ở trong nước đâu. Không bao giờ có. Thì không đâu bằng cái dân tộc ở Việt Nam rồi. Trên thế giới bạn bè thế giới ta phải công nhận, người ta phải có thể tụi nó đang sống, vẫn sống, nhưng mà tụi nó mơ ước có được một cuộc sống giống như những người bình thường ở Việt Nam này nè. Nó không có, không được đó. Tại vì khi mà những cái người mà họ sang bên đó, họ quay về với tổ quốc là họ vẫn về thường xuyên, mà họ cảm nhận được quê hương xứ sở, cái tình người ở Việt Nam. Còn cái đám đó nó không dám về, thậm chí mà nói là nó không có tiền về đó. Cho nên là nó khao khát lắm. Thật sự mà nó lên Facebook nó chửi thì nó càng thể hiện cái sự khao khát được quay về. Nó thiếu thốn lắm, mà cái đó không thể nào đem tiền mà mua được, không dùng tiền mua được. Kể cả tụi nó có là tỷ phú thì nó không bao giờ có tiền để mua được cái gọi là quê hương xứ sở, cái tình người, cái sự ấm áp ở trong của người Việt Nam mình. Nó không bao giờ có được. Và cái thứ đó không bao giờ đem bất cứ một cái tài sản giá trị nào mà có thể đổi được đó. Nên là thôi, nếu mà có thằng chống cộng nào vô đây nghe thì làm ơn thông não một xíu ha. Nếu mà còn yêu cái dân tộc này, yêu đất nước này á, thì dạy dỗ cho con cái đồ, đẻ ra dạy nó là biết quê hương nguồn cội, dạy nó nói tiếng Việt đó, đừng có vài bữa qua đó mấy bữa quên mẹ tiếng mẹ đẻ rồi là thất bại.
đúng không? Để mai mốt nó còn về nó thắp nhang cho tổ tiên ông bà ở Việt Nam còn ở đây hết, tạ lỗi cho cha ông nó, chứ đừng có thù hằn rồi suốt ngày lên phay lên mạng xuyên tạc bị đặt, thể hiện cái sự khốn nạn chơ chẽn. Và thật sự mà nói là không phải là một con người, nói thật những cái kẻ đó không phải là con người, chúng nó là hiện thân cho quỷ dữ. Dạ rồi, chính xác thì, rồi còn chia sẻ gì nữa không? Thôi chắc cũng nghĩ cũng khuya khuya nay làm cả ngày cả đêm. Okay. Làm căng quá lạ tưởng là anh em. Dạ. Mình sắp đi lạnh ba cũ cho nên tích cực đúng không ạ? Anh quá mà giờ cách ly ở nhà không mà thôi mở live anh em mình sàm sàm cũng được. Dạ rồi, cũng cảm ơn cái kiến chia sẻ của anh. Dạ rồi, lời chào các anh chị diễn đàn.